Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hà Audio. Như thường lệ thì chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến cho quý vị các bạn những cái phụ kiện âm thanh rất là cần thiết. Và trong đó thì ổ cứng là một phụ kiện không thể thiếu đối với những người chơi nhạc số. Thiên Hà Audio xin giới thiệu ổ cứng mà Thiên Hà Audio cung cấp cho quý vị và các bạn với những người mà yêu mến nhạc số, muốn có trong mình một kho nhạc số thật khổng lồ và lại tiện dụng nhất, thì đó chính là ổ cứng của hãng Western Digital. Đó chính là dòng My Passport chất lượng cao. Đây là những chiếc ổ cứng được Thiên Hà Audio cung cấp. Nó có dung lượng là 4T, là đây là một cái phiên bản lớn, dung lượng lên tới 4T và hoàn toàn là sản phẩm chính hãng. Rồi. Đây là hình thức của chiếc ổ cứng của chúng ta. My Passport. Đây. Được bảo hành chính hãng. Và nó có giao tiếp USB 3.0. Ngoài ra cần phải nói đến là mức giá thành của sản phẩm này và những gì chúng ta được nhận. Đó là ổ cứng 4T của Western Digital, giao tiếp USB 3.0, có giá 5.500.000 đồng. Và một cái đặc điểm hết sức ấn tượng là quý vị các bạn được chúng tôi cóp sẵn vào đây là 4T nhạc số chất lượng cao, tức là cóp full luôn. Và chúng ta sẽ đảo qua một vòng cái kho nhạc của Thiên Audio để thấy là đây là một cái sự lựa chọn đáng giá đến như thế nào. Ở đây chúng tôi đã tuyển chọn rất là nhiều nhạc và chúng tôi có thể cóp theo yêu cầu của quý vị và các bạn. Ở đây chúng tôi có những cái folder, ở đây mình sẽ để như thế này đi. Đây. Có lẽ là để như thế này. Đây, để này. Đó là những cái folder nhạc với chất lượng cao. Ví dụ đây là nhạc vàng hải ngoại, có đuôi là FLAC. Chúng ta có những cái kho nhạc của trung tâm ASEAN riêng này, trung tâm Thúy Nga riêng này. Đó. Mỗi folder này lại có rất là nhiều cái folder nhỏ phía bên trong. Vô vàn luôn, cực kỳ là nhiều và đều có chất lượng rất tốt. Đây là những cái đuôi Way. Đấy là đuôi nhạc số nguyên bản. Tiếp tục. Ví dụ là tuyển tập Quang Lê chẳng hạn. Chúng ta có rất là nhiều album ở đây của Quang Lê. Đó là đều là đuôi FLAC, đuôi chất lượng tương đương của đĩa CD. Là chúng tôi còn có những cái chất lượng cao hơn nữa. Nhưng mà quan trọng nhất phải là độ phong phú để cho quý vị các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được âm nhạc theo đúng cái sở thích của mình. Vậy có thể thấy ở đây là nhạc vàng, nhạc bolero hải ngoại có rất nhiều. Ngoài ra chúng ta thử khám phá những folder khác như là nhạc trẻ, đuôi FLAC cũng có rất nhiều. Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Cẩm Ly, Duy Mạnh, Dương Triều Vũ, Ái Vân, Tùng Dương, rất nhiều. Đấy là chỉ là một vài cái tên mình đọc ra để quý vị các bạn hình dung. Chúng ta còn có những nhạc khác, nhạc hòa tấu. Đây là nhạc quốc tế nước ngoài, nhạc hòa tấu, sử dụng đuôi FLAC và Way. Chúng ta còn có những cái nhạc thế giới này. Paul Maria, Celine Dion, nhạc Trung Quốc, rất nhiều đuôi nhạc. Chúng ta ra ngoài, chúng ta còn có cả nhạc DTS. Cái này rất hay nhé, quý vị các bạn mà nghe qua receiver là sẽ có được hiệu ứng âm thanh đa kênh rất là hay đấy. Quý vị các bạn nên thử nghiệm ngay với cái kho nhạc DTS này khi mà sử dụng receiver âm ly xem phim để nghe nhạc nhé. Nhạc DTS này rất là nhiều trong đây. Nhạc 24 bit quốc tế FLAC đây, nhạc chất lượng cao đây có rất nhiều nha, mà tổng cộng là đã có lên tới 4 TB của Thiên Hà Audio đã cóp sẵn cho các bạn vào ổ cứng 4T này rồi, full hết, đầy hết, rất nhiều. Nào chúng ta đến nhạc SACD DXD này, nhiều lắm, mỗi một folder lại có nhiều folder con ở bên trong kìa. Đây, nhạc SACD Music ISO nguyên gốc đây. Đều là nhạc từ những cái đĩa bản quyền hết nhá. Chất lượng cực kỳ tốt. Nếu quý vị các bạn có một cái bộ DAC tốt là có thể nghe như là nghe đĩa gốc luôn. Tại vì đây là những cái nhạc được rip cực kỳ là chuẩn, rất chính xác. Tuyển chọn ra từ những đĩa gốc. Cho nên là có thể đạt đến âm thanh coi như là gần như là chúng ta nghe từ đĩa gốc. Nếu như chúng ta có một cái
DAC thật là tốt, và chúng ta có những cái chương trình chơi nhạc tốt. Mình gợi ý những cái chương trình nhạc, quý vị các bạn có thể chơi những cái chương trình như là Pure Music này. Có rất là nhiều cái chương trình mà nó phải trả phí và nó sẽ khai thác được cái DAC của chúng ta được tốt hơn. Còn tiếp này, đây tiếp này. Đấy. Còn những cái folder khác nữa. Tiếp tục này. Rất nhiều. Ra đi xem nào. Ra này. 24 bit. Đấy, nhạc 24 bit này. 16 bit lại cũng được chia riêng này. Quả là một kho mà có lẽ là phải dành ra rất nhiều năm tháng để có thể nghe hết. Ngoài ra còn có cả nhạc DSD này, với cái đuôi chuẩn file là DSF. Ở trong đây thì là nó sẽ để rải rác ra, nên quý vị các bạn chúng ta sẽ phải mất một cái thời gian để mà khám phá, để mà tuyển chọn ra được những cái kho mà mình yêu thích. Mình thấy có rất là nhiều. Đấy, ví dụ vào chỗ này lại có một cái kho DSD khác này, tức là nó đặt rải rác ở trong đây. Theo cái thể loại, ví dụ như mình vừa vào đấy là theo cái thể loại collection này, rồi country, tức là được sắp xếp riêng ra thành từng thể loại, và trong đó thì sẽ phân chia ra là nhạc, những cái chất lượng nhạc khác nhau. Nói chung là ở đây có rất là nhiều, và đây là một cái sự lựa chọn rất tuyệt vời đối với những người yêu nhạc số. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái dung lượng của cái ổ cứng này cho quý các bạn thấy. Đây, capacity chúng ta thấy đây là ổ có dung lượng 4T, và nó đã được sử dụng lên tới 3,996, tức là nó được góp đầy đến mức không thể đầy được hơn. Chúng ta chỉ còn thừa đây là 4,55 GB thôi. Vì vậy là với 5 triệu rưỡi, quý vị các bạn được một cái ổ cứng 4T. Như vậy là giá cực kỳ tốt, ngoài ra là còn được thêm gần như là được khuyến mại luôn nhạc chất lượng cao và được tuyển chọn. Đó. Đây là một cái như kiểu là một cái món quà của Thiên Hà Audio hướng tới những người yêu nhạc thực sự. Rất nhiều. Có lẽ là 4T thì đối với mình là mình phải dành ra khoảng nửa đời để nghe hết cái chỗ này quá. Nhìn thật là kinh khủng luôn đấy. Đó là tất cả những gì hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho quý vị các bạn. Đó là ổ cứng My Passport 4 TB giao tiếp vào USB 3.0, được cóp đầy hoàn toàn full tất cả nhạc chất lượng cao, nhạc số, nhạc độ phân giải cao với rất nhiều các thể loại, được Thiên Hà Audio cóp cho quý vị và các bạn. Và ngoài ra, với quý vị các bạn đang có những cái ổ cứng mà chưa có nhạc thì cũng có thể đem đến Thiên Hà Audio để Thiên Hà Audio có thể nạp những cái nhạc chất lượng cao và theo sở thích cho quý vị các bạn. Nói chung yêu cầu của quý vị các bạn thế nào chúng tôi cũng phục vụ được hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.